Trong diễn biến mới nhất về tình hình xung đột tại Trung Đông, Israel vừa qua lần đầu thừa nhận tên lửa của Houthi đã thâm nhập vào thành phố Eliad của nước này. Bên lề chiến trường, Thủ tướng Israel đã đưa ra phản ứng bất ngờ với lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden về chiến dịch ở Rafah. Tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi Mỹ ngừng chuyển giao vũ khí cho Israel. Trở lại chiến trường tại Đông Âu, Ukraine triển khai UAV, tên lửa tập kích nhà máy hạt nhân ở biên giới Nga. Nga đưa ra cảnh báo thép cho Ukraine sau 10 năm sáp nhập bán đảo Crimea. Trước hàng loạt những biến động ở biên giới hiện nay, cuộc tổng tiến công bằng UAV của Ukraine đưa xung đột với Nga bước vào giai đoạn mới ra sao? Các thông tin đáng chú ý khác trên toàn cầu. Tổng thống Philippines phủ nhận khuấy động xung đột với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iraq bị bắt tại sân bay Thụy Điển. Tàu chở hóa chất treo cờ Hàn Quốc bị lật úp ngoài khơi Nhật Bản. Hà mã lùn quý hiếm ra đời trong sở thú Athens. Tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay và Hồng Quân rất vui khi được gặp lại quý vị và chia sẻ đến quý vị những tin tức mới nhất trong bản tin kỳ này. Và mở đầu chương trình là những tin tức mới nhất xoay quanh điểm nóng xung đột trên thế giới hiện nay. Thưa quý vị, tại Trung Đông, tờ Jerusalem Post mới đây đưa tin lực lượng phòng vệ Israel đã lần đầu tiên thừa nhận rằng tên lửa hành trình được cho là của phiến quân Houthi đã thâm nhập vào hệ thống phòng không tên lửa của nước này. Theo quân đội Israel, các báo cáo về vật thể không xác định đã hạ cánh ở phía bắc Eliad vào đêm Chủ nhật. Vật thể được cho là tên lửa hành trình phóng từ hướng Biển Đỏ. Mặc dù quân đội Israel không xác định cụ thể là do Houthi thực hiện, nhưng lực lượng này đã cố gắng tấn công Israel bằng tên lửa đạn đạo trong nhiều tháng qua. Có trường hợp một máy bay không người lái nhỏ bắn từ Syria đã xâm nhập vào Eliad nhưng không gây ra thiệt hại nặng nề. Ngược lại, tên lửa hành trình được đề cập đã không bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào và hạ cánh xuống một khu vực trống. Nhưng tên lửa này có khả năng gây ra thiệt hại nhiều hơn. Hệ thống phòng không David Sling của Israel được chế tạo để bắn hạ những tên lửa hành trình này, nhưng cho đến nay vẫn chưa được triển khai ở Eliad. Thưa quý vị, tờ Anadolu đưa tin, quân đội Israel mới đây cho biết rằng họ đã bắt giữ khoảng 300 người Palestine trong cuộc đột kích diễn ra tại bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza vừa qua. Theo Israel, quân đội nước này đã giam giữ hàng chục chiến binh của Hamas và nhóm Hồi giáo Jihad có liên quan đến việc thực hiện các chiến dịch tấn công ở bờ Tây. Tuyên bố của quân đội Israel cho biết thêm, các nghi phạm đang bị thẩm vấn tại chỗ bởi các nhà điều tra thuộc đơn vị 504 của quân đoàn tình báo và sau đó được cơ quan an ninh nội bộ Shin Bet ở Israel thẩm vấn. Israel nói thêm, quân đội đã bắt giữ khoảng 300 nghi phạm và loại bỏ hàng chục binh sĩ Hamas. Quân đội đã đột kích vào Al-Shifa, nơi chứa hàng nghìn bệnh nhân bị bệnh và bị thương, cũng như loạt cư dân đang sơ tán. Văn phòng truyền thông của Gaza hôm 19 tháng 3 cho biết rằng hơn 250 người Palestine đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc đột kích của Israel vào bệnh viện Al-Shifa. Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự chết người vào Gaza kể từ cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào ngày 7 tháng 10, khiến gần 1.200 người thiệt mạng. Hơn 31.700 người Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong khu vực và gần 73.800 người khác bị thương. Theo Liên Hợp Quốc, cuộc chiến đã đẩy 85% dân số Gaza vào tình trạng sơ tán nội bộ trong bối cảnh thiếu nước sạch và thuốc men. Trong khi đó, 60% cơ sở hạ tầng của vùng đất này đã bị hư hại hoặc phá hủy. Ít nhất 23 người Palestine đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong cuộc không kích mới đây của Israel nhằm vào những người đang tập trung để điều phối hàng cứu trợ tại vùng binh Quds ở thành phố Gaza, phía bắc vùng đất bị chiến tranh tàn phá của người Palestine. Thông tin vừa được tờ Anadolu đăng tải. Hãng thông tấn chính thức của Palestine là WFA dẫn lời nhân chứng cho biết máy bay chiến đấu của Israel đã nhắm mục tiêu vào một nhóm các ủy ban được thành lập nhằm hỗ trợ việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến thành phố Gaza. Theo nguồn tin của địa phương, tại hiện trường có một lượng đáng kể người chết và bị thương nằm trên mặt đường. Israel chưa bình luận về thông tin trên. Đây không phải là lần đầu tiên Israel bị cáo buộc thực hiện tập kích nhằm vào vùng binh Quds, nơi tập trung nhiều dân thường chờ viện trợ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây đã từ chối lời kêu gọi không tiến hành cuộc tấn công bộ binh lớn nhằm vào Hamas ở phía nam Gaza, đồng thời cũng bỏ qua cảnh báo của Mỹ rằng chiến dịch này sẽ khiến nhiều thường dân bị thiệt mạng và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở vùng đất Palestine.
Phát biểu với các nghị sĩ vào một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc giục Israel hủy bỏ kế hoạch xông vào Rafah, ông Netanyahu cho biết, chúng tôi có sự bất đồng với Mỹ về chiến dịch ở Rafah. Ông nói thêm, để loại bỏ Hamas, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc loại bỏ các tiểu đoàn này. Chúng tôi sẽ quyết tâm làm điều đó. Nhà Trắng đã cảnh báo vào tuần này, sau cuộc điện đàm 45 phút của ông Biden với ông Netanyahu, rằng chiến dịch bộ binh lớn ở Rafah sẽ là một sai lầm đối với Israel. Tóm tắt cuộc gọi, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Jake Sullivan đã nói với các phóng viên rằng, cuộc tấn công này sẽ khiến nhiều thường dân vô tội tử vong hơn, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo, đồng thời cũng làm sâu sắc thêm tình trạng vô chính phủ ở Gaza và khiến cho Israel bị cô lập trên phạm vi quốc tế. Ông Biden trước đây đã nhấn mạnh rằng Israel cần thực hiện kế hoạch đáng tin cậy để ngăn chặn thương vong dân sự ở Rafah trước khi phát động cuộc tấn công. Nhưng với tình hình chính trị phức tạp cùng với thương vong của người Palestine, ông đã có lập trường cứng rắn hơn đối với ông Netanyahu. Tổng thống Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ với lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer sau khi ông Schumer lập luận rằng ông Netanyahu đã lạc đường và biến thành trở ngại cho hòa bình trong khu vực. Khoảng 1,5 triệu người dân Gaza đã bị nhồi nhét vào Rafah sau các cuộc oanh tạc của Israel. Lực lượng phòng vệ Israel đã thông báo vào tuần trước rằng thường dân sẽ được đưa đến các hòn đảo nhân đạo ở phía bắc Rafah trước khi bắt đầu cuộc tấn công bộ binh. Người tị nạn sẽ được cung cấp nơi trú ẩn tạm thời, thực phẩm và nước uống. Ông Netanyahu đã chính thức phê duyệt kế hoạch Rafah vào thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington vẫn chưa thấy có kế hoạch rõ ràng nào để bảo vệ thường dân ở Rafah. Ông cũng đã cảnh báo rằng 100% cư dân Gaza đang phải đối mặt với việc mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Ông Netanyahu cũng đã tuyên bố rằng lực lượng Israel đã tiêu diệt 18 trong số 24 tiểu đoàn Hamas ở Gaza và 4 trong số các đơn vị còn sống sót đang tập trung ở Rafah. Ông cho biết đã nhắc lại với ông Biden rằng ông phải nghiền nát các đơn vị này. Theo tờ Anadolu, cựu cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner vừa đưa ra đề xuất rằng Israel nên di tản dân thường từ dải Gaza đến sa mạc Negev ở miền nam của Israel. Trong một cuộc phỏng vấn tại Đại học Harvard, ông Kushner, con rể của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nếu ông nắm quyền ở Israel, ưu tiên hàng đầu của ông sẽ là đưa dân thường ra khỏi thành phố Rafah ở phía nam Gaza và có thể di rời họ vào Ai Cập bằng biện pháp ngoại giao. Nhưng ngoài ra, tôi sẽ phá rỡ một số thứ ở Negev và cố gắng di chuyển mọi người tới đó. Tôi nghĩ rằng đây là một lựa chọn tốt hơn để có thể hoàn thành công việc một cách triệt để, ông Kushner bổ sung. Khen ngợi tiềm năng giàu giá trị của bất động sản ven biển của Gaza, ông Kushner gợi ý Israel nên di rời dân thường khi tái quy hoạch giải đất hẹp này. Tờ Guardian dẫn lời cựu cố vấn Nhà Trắng nói, đây là một tình huống hơi đáng tiếc, nhưng từ quan điểm của Israel, tôi sẽ cố gắng hết sức để di rời người dân ra khỏi đó và sau đó dọn dẹp nó. Ông Kushner nói thêm, nhưng tôi không nghĩ Israel đã tuyên bố rằng họ không muốn cư dân Gaza quay trở lại. Theo tờ Anadolu, thì tổ chức theo dõi nhân quyền và Oxfam mới đây kêu gọi Mỹ nên ngừng chuyển giao vũ khí cho Israel ngay lập tức, với lý do là Israel vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Trong đó thì nổi bật là việc sử dụng vũ khí của Mỹ cho các hoạt động tấn công, đồng thời ngăn chặn hàng cứu trợ nhân đạo do Mỹ tài trợ. Hai tổ chức nhân quyền quốc tế đã đệ trình một báo cáo lên chính phủ Mỹ, liệt kê hàng loạt hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế của Israel ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10, bao gồm sử dụng phốt pho trắng, tấn công xe cứu thương và bệnh viện, cũng như cản trở viện trợ có hệ thống. Bà Sarah Jager, người đứng đầu tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở đặt tại New York, cho biết trong một tuyên bố rằng có nhiều lý do chính đáng để luật pháp Mỹ cấm hỗ trợ vũ khí cho các chính phủ gây khó khăn cho nỗ lực cứu sống mạng người hoặc vi phạm luật pháp quốc tế bằng vũ khí của Mỹ. Nữ quan chức nói thêm, trong bối cảnh tình trạng thù địch tiếp diễn ở Gaza, các cam kết của chính phủ Israel đối với ông Biden rằng họ đang tuân thủ các yêu cầu pháp lý của Mỹ là không đáng tin cậy. Trong khi đó, ông Scott Paul, phó giám đốc phụ trách hòa bình và an ninh của Oxfam đã nói rằng đã đến lúc chính quyền ông Biden chấm dứt việc bán vũ khí gây sát thương cho Israel. Chúng tôi kêu gọi các nhà chức trách của Mỹ làm điều đó ngay bây giờ, cũng như những nỗ lực ngăn chặn những cái chết và sự đau khổ ở Gaza. Bên cạnh cáo buộc sử dụng phốt pho trắng do Mỹ cung cấp trong các hoạt động quân sự ở Liban và Gaza, thực hiện các cuộc tấn công không cân xứng vào gần một bệnh viện và tập kích xe cứu thương khiến hàng chục người thương vong. Tổ chức theo dõi nhân quyền và Oxfam còn cho rằng Israel đã cản trở việc viện trợ có hệ thống, bao gồm hàng cứu trợ của Mỹ tới khoảng 300.000 người ở phía bắc Gaza. Báo cáo cũng đề cập đến những vụ bắn phá gây hư hại đáng kể cơ sở hạ tầng của Oxfam và các tổ chức đối tác.
Tổ chức theo dõi nhân quyền và Oxfam nhấn mạnh họ tin rằng những ví dụ được trích dẫn đã phản ánh rõ các hành vi tương tự đang diễn ra trên quy mô rộng lớn hơn so với những gì được chính phủ Mỹ đánh giá hiện tại. Mỹ đang đối mặt với làn sóng chỉ trích vì cung cấp hỗ trợ quân sự cho Israel, bất chấp các báo cáo về việc Israel cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường. Trong nhiều thập kỷ qua, Israel là nước nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Tháng trước, Nhà Trắng đã công bố bản ghi nhớ yêu cầu các nước nhận vũ khí từ Mỹ phải cung cấp những đảm bảo đáng tin cậy và chính xác cho Bộ Ngoại giao rằng họ tuân thủ luật pháp quốc tế. Tiếp tục là các tin tức liên quan đến tình hình chiến sự tại Đông Âu. Thưa quý vị, theo các phương tiện truyền thông địa phương, thì lực lượng Ukraine vừa qua đã cố gắng tấn công một nhà máy hạt nhân của Nga ở tỉnh biên giới Kursk bằng cách là triển khai ít nhất 5 máy bay không người lái cảm tử và một tên lửa S-200. Kênh Telegram Mars của Nga hôm 20 tháng 3 đưa tin máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Kurchatov đã bị các hệ thống phòng không của Nga bắn hạ, nhưng các mảnh vỡ rơi xuống đã làm hư hại một trạm biến áp. Trạm này cung cấp năng lượng cho ít nhất 7 khu phố ở Kursk. Nhà máy điện hạt nhân này nằm cách thành phố Kursk khoảng 40 km về phía Tây và cách biên giới với Ukraine khoảng 110 km. Việc này đánh dấu lần thứ tư nhà máy điện hạt nhân bị nhắm mục tiêu. Kênh Telegram của nhà máy cho biết nhà máy vẫn đang hoạt động bình thường và mức độ phóng xạ không có gì biến đổi. Vụ việc diễn ra sau khi quân đoàn tự do của Nga, tiểu đoàn Siberia và quân đoàn tình nguyện Nga, RDK, ba đơn vị quân đội tình nguyện liên kết với Ukraine, phát động một cuộc đột kích xuyên biên giới vào các tỉnh Belgorod và Kursk phía nam của nước Nga vào ngày 12 tháng 3. Ông Andriy Zhusov, người phát ngôn của tình báo quốc phòng Ukraine, cho biết khi xuất hiện trên truyền hình Ukraine vào tuần trước rằng các tỉnh Kursk và Belgorod hiện là khu vực đang chứng kiến hàng loạt cuộc đụng độ. Thống đốc tỉnh Kursk Roman Starovos đã cảnh báo trên kênh Telegram rằng khu vực đang bị đe dọa bởi tên lửa. Ông Starovos nói rằng Kursk đang gặp nguy hiểm do tên lửa. Nếu mọi người đang ở nhà, cần phải trú trong những căn phòng không cửa sổ và có tường bền vững. Nếu đang ở trên đường phố, hãy đi vào các tòa nhà gần nhất hoặc tìm nơi trú ẩn thích hợp. Ông cũng báo cáo rằng Kursk đang gặp sự cố mất điện tạm thời và kêu gọi người dân không đến gần hoặc chạm vào các mảnh vỡ của máy bay không người lái. Ông viết, các hệ thống phòng không đang hoạt động trên bầu trời tỉnh Kursk, xin hãy giữ bình tĩnh. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã phá hủy một tên lửa S-200 của Ukraine trên lãnh thổ. Ukraine hiếm khi nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công trên đất của Nga, nhưng Điện Kremlin đã cáo buộc Kiev cố gắng thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Reuters đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 20 tháng 3 đã nói rằng Nga sẽ đảm bảo an ninh cho các khu vực biên giới của mình, nơi thường xuyên bị pháo kích từ Ukraine. Nhiệm vụ chính là đảm bảo an ninh. Có nhiều biện pháp khác nhau, tuy không dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó. Tôi không muốn đi vào chi tiết trong vấn đề này, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo an ninh. Tại cuộc họp với các nhà hoạt động ở Điện Kremlin, ông cũng cho biết Nga có kế hoạch riêng về việc đưa ra cách ứng phó, nhưng sẽ không tấn công dân thường và các mục tiêu dân sự ở Ukraine. Tất nhiên, chúng tôi có thể đáp trả tương tự bằng cách tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và tất cả các mục tiêu mà kẻ thù đang tấn công. Nhưng chúng tôi cũng có lập trường của mình. Chúng tôi sẽ thực hiện theo kế hoạch của riêng mình. Newsweek đưa tin một thập kỷ sau khi Nga sát nhập bán đảo Crimea trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với bất ổn trên toàn quốc. Đặc phái viên hàng đầu của Moscow tại Washington đã nói rằng thất bại là điều không thể tránh khỏi đối với Ukraine, khi nước này tiếp tục tin tưởng vào sự hỗ trợ của phương Tây trong suốt cuộc chiến kéo dài 2 năm qua. Đại sứ Nga Anatoly Antonov đã nói rằng Nga tin tưởng sẽ đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời cũng sẽ chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều năm chống lại chính người dân của mình bởi chính quyền Kiev. Ông nói thêm, đã đến lúc những người Ukraine phải từ bỏ ảo tưởng của mình và nhận ra rằng việc chống Nga hoàn toàn phụ thuộc vào phương Tây sẽ không mang lại cho nước này sự thịnh vượng mà còn khiến đất nước sụp đổ. Khi lực lượng ly khai thân Nga chiến đấu chống lại lực lượng an ninh Ukraine ở khu vực miền đông Donbass, quân đội Nga đã di chuyển đến bán đảo Crimea vào ngày 18 tháng 3 năm 2014, tiến hành cuộc trưng cầu dân ý mở đường cho việc sáp nhập Crimea vào lãnh thổ của Nga. Dù việc sáp nhập này thiếu sự công nhận và nhận lại phản đối từ Kiev cũng như phương Tây. Ngày nay, khi thương vong tiếp tục gia tăng, ông Antonov ví các sự kiện của 10 năm trước như một chiếc rìu đã đập tại Ukraine. Ông Antonov lập luận rằng Moscow không có lựa chọn nào khác ngoài việc đứng lên bảo vệ dân số nói tiếng Nga ở vùng đất lịch sử của mình để chống lại chủ nghĩa phát xít và ngăn chặn bộ máy quân sự NATO tiếp cận biên giới của Nga.
Phát biểu trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng tất cả bắt đầu từ Crimea, sự phục thù của Nga và cuộc chiến mà Nga thực hiện hiện tại. Các quan chức Ukraine ở phương Tây thường xuyên chỉ trích việc Nga sát nhập Crimea, cũng như các cuộc trưng cầu dân ý mà Moscow thực hiện để sát nhập thêm 4 tỉnh của Ukraine là Donetsk, Kherson, Lugansk và Zaporizhia vào tháng 9 năm 2022. Theo tờ South China Morning Post, thì cuộc chiến của Ukraine với Nga đã bước vào một giai đoạn mới khi mà Ukraine triển khai công nghệ máy bay không người lái trong nước tấn công một loạt vào các nhà máy dầu mỏ quan trọng có từ thời Liên Xô của Nga. Ít nhất 9 nhà máy lọc dầu lớn của Nga đã bị Ukraine tấn công trong năm nay. Các nhà máy này hiện đang chiếm 11% tổng công suất của đất nước. Khi cuộc xung đột ở tiền tuyến thay đổi theo hướng có lợi cho Moscow, chiến dịch máy bay không người lái đang trở thành một tấm khiên quan trọng trong quốc phòng của Ukraine. Các chiến dịch này mang lại cho Kiev khả năng tiếp cận sâu vào lãnh thổ của Nga và tấn công một ngành công nghiệp quan trọng đối với Điện Kremlin, ngành có thể cung cấp nhiên liệu cho quân đội cũng như dòng đô la cho kho bạc của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông Francisco Serra Martins, người đồng sáng lập và là giám đốc điều hành của tập đoàn sản xuất máy bay không người lái Terminal Autonomy cho biết, đối với quân đội, Nga là một trạm xăng và chúng tôi dự định sẽ phá hủy trạm xăng đó. Chúng tôi sẽ tập trung vào nơi có thể ảnh hưởng nặng nề nhất đến Nga, không gì khác ngoài nguồn tài chính. Giá dầu quốc tế đã tăng đều đặn trong những ngày gần đây, trong bối cảnh có lo ngại ngày càng tăng rằng các cuộc tấn công này vào thời điểm nào đó sẽ phá hủy một cơ sở xuất khẩu dầu lớn của Nga. Chỉ 6 tuần trước, chính phủ ở Kiev đã thành lập lực lượng hệ thống không người lái, một đơn vị chuyên biệt tập trung vào máy bay không người lái. Vào thời điểm đó, lực lượng vũ trang của Ukraine đã sử dụng công nghệ này để đạt được hiệu quả cao, phá hủy một số tàu thuộc hạm đội Biển Đen của Nga và làm hư hại một nhà máy dầu mỏ trên biển Baltic. Vào đầu tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng máy bay không người lái, hệ thống không người lái đã chứng minh tính hiệu quả của mình trong các trận chiến trên đất liền, trên bầu trời và trên biển. Nga mới đây đã chỉ trích quyết định của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC về việc là cấm các vận động viên của Nga tham gia cuộc diễu hành khai mạc Thế vận hội Paris vào tháng 7 năm nay, gọi việc này là vi phạm tinh thần của Thế vận hội. Thông tin vừa được Reuters đăng tải. Trả lời với các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết đây là động thái phá hủy tinh thần của Olympic, đồng thời vi phạm trắng trợn lợi ích của các vận động viên. IOC đã công bố quyết định của mình vào hôm 19 tháng 3, gọi việc cho phép các vận động viên Nga thi đấu với tư cách trung lập là điều hợp lý. Biện pháp này được đưa ra sau cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Những biện pháp tương tự cũng được áp dụng đối với Belarus khi nước này cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. Tiếp tục là các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cũng theo South China Morning Post, thì mới đây, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết mối đe dọa đối với quốc gia của ông liên quan đến các yêu sách sâu rộng của Bắc Kinh ở Biển Đông đang ngày càng gia tăng. Nhưng đồng thời ông cũng lập luận rằng là những nỗ lực của chính phủ nhằm khẳng định chủ quyền đối với các khu vực tranh chấp không có nghĩa là đang tìm cách khơi mào xung đột. Trong cuộc phỏng vấn tại dinh Tổng thống Manila, ông Marcos nói, chúng tôi đang cố gắng giữ mọi thứ ổn định. Kể từ lúc mối đe dọa gia tăng, chúng tôi cần phải làm nhiều hơn để bảo vệ lãnh thổ của mình. Philippines và Bắc Kinh đã xảy ra tranh chấp liên quan đến các đảo và rạn san hô. Kể từ khi ông Marcos nhậm chức vào năm 2022, quân đội và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã tăng cường các hoạt động của mình. Ông Marcos khẳng định, chúng tôi không khơi mào bất kỳ cuộc xung đột nào, chúng tôi chỉ đang cố gắng nuôi sống người dân của mình. Trong chuyến đi đến tiền đồn trên bãi cạn Thomas vào thứ hai trong tháng này, Manila cho biết 4 thủy thủ Philippines đã bị thương sau khi 2 tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc bắn pháo nước vào thuyền của họ. Trái ngược với chính sách của người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, ông Marcos đã thắt chặt quan hệ với quân đội Mỹ, cho phép Mỹ tiếp cận nhiều hơn với các căn cứ của Philippines và nối lại các cuộc tuần tra trên biển Trung. Đổi lại, Washington đã ủng hộ mạnh mẽ Philippines trong các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Thưa quý vị, cơ quan giám sát chứng khoán của Trung Quốc vừa trừng phạt một số doanh nghiệp bất động sản, trong đó có China Evergrande Group, vì cáo buộc thổi phồng thu nhập. Điều này được dự đoán thì chính quyền đang cứng rắn hơn với những nhà phát triển đang gặp khó khăn. Hengda Real Estate, công ty con hàng đầu của Evergrande, cho biết đã bị Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc CSRC phạt 4,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 580 triệu đô la Mỹ do phóng đại doanh thu 564 tỷ nhân dân tệ trong 2 năm 2019-2020. Các khoản phạt đã tăng thêm áp lực cho Evergrande khi công ty ở giai đoạn quan trọng trong nỗ lực xoay chuyển tình thế. Ông Su Jiangjin, người sáng lập Evergrande, bị cấm đảm nhận bất kỳ vai trò nào liên quan đến thị trường chứng khoán.
Ngoài ra, tòa án còn cấm ông chi số tiền lớn vào những thứ xa xỉ, ví dụ như bất động sản, máy bay riêng hoặc trường tư đắt tiền cho con cái. Theo cơ quan quản lý chứng khoán, Hengda đã phóng đại doanh thu lên 213,9 tỷ nhân dân tệ vào năm 2019 và 350,1 tỷ nhân dân tệ vào năm 2020, tương đương với khoảng 50% và 78% trong những năm tương ứng. Đơn vị này bị nghi ngờ sử dụng con số sai sự thật để phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ. Năm 2021, Evergrande thay đổi cách báo cáo doanh thu của mình. Công ty ghi nhận doanh thu từ việc chuyển nhượng bất động sản cho khách hàng. Evergrande mới tiết lộ rằng họ tính cả những tài sản dự kiến khách hàng sẽ nhận được dựa trên hợp đồng mua bán. CSRC cáo buộc Evergrande tăng doanh thu trong năm 2019 và 2020 bằng cách ghi nhận trước doanh số chưa hoàn thành giao dịch, chủ đầu tư tính vào doanh thu cả những ngôi nhà vẫn đang xây dựng. GMT Research, một công ty nghiên cứu kế toán có trụ sở đặt tại Hồng Kông cho biết Evergrande có thể đã kéo doanh thu cao hơn trong hàng thập kỷ. Thời gian này họ không có lợi nhuận trên thực tế. Evergrande thông báo họ không phản đối hình phạt từ CSRC. Khoản tiền phạt này cho thấy có sự thay đổi trong lập trường của cơ quan quản lý đối với Evergrande, biểu tượng lĩnh vực bất động sản đang ngập trong nợ nần của Trung Quốc. Tỉnh Quảng Đông, nơi Evergrande đặt trụ sở chính, đã cử một nhóm giám sát tới công ty vào tháng 12 năm đó. Đồng thời, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia và Bộ Nhà ở cũng thông báo hỗ trợ chính quyền Quảng Đông để đảm bảo Evergrande hạ cánh nhẹ nhàng. Nhưng công ty không thể thuyết phục được các chủ nợ đồng ý về kế hoạch cơ cấu nợ ở nước ngoài. Vào ngày 29 tháng 1 năm 2024, một tòa án ở Hồng Kông đã ra lệnh thanh lý tài sản của Evergrande. Bộ trưởng Nhà ở Ni Hồng đã nói với các phóng viên bên lề Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đầu tháng 3 rằng chủ đầu tư lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán và không thể hoạt động nên bị tuyên bố phá sản hoặc tiến hành tái cơ cấu theo nguyên tắc thị trường. Tuy vậy, cơ quan chức năng tỏ ra lưỡng lự trong việc thực hiện biện pháp cứng rắn do nguy cơ gây ra hiệu ứng domino khiến các nhà cung cấp phá sản và làm gián đoạn hệ thống tài chính trong nền kinh tế. Thưa quý vị, có một câu nói lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc rằng Mỹ mất 100 năm để biến New York thành trung tâm tài chính quốc tế, thì Trung Quốc chỉ mất 3 năm để làm điều đó với Singapore. Tất nhiên, Singapore đã là trung tâm tài chính quan trọng của khu vực trước năm 2021, nhưng mà hòn đảo vượt qua Hồng Kông để đứng vị trí số 1 sau khi đặc khu hành chính này bị áp luật an ninh quốc gia và giới hạn quyền tự do báo chí. Tình hình ở Hồng Kông đã khiến cho những người Trung Quốc giàu có, vốn luôn thoải mái và sẵn sàng kinh doanh chênh lệch giá, phải tìm kiếm một nơi khác để gửi tiền cho an toàn. Nhiều doanh nhân và nhà đầu tư giỏi nhất của Trung Quốc đã chuyển đến Singapore, trong đó có Nelson, người đồng sáng lập Trip.com và là nhà đầu tư vào các công ty công nghệ hàng đầu như Binance hay Bidodo. Tokyo có vị thế tốt để cạnh tranh với Singapore. Người Trung Quốc thành thị thích du lịch đến Nhật Bản và dành thời gian ở đó, có lẽ nhiều hơn Singapore. Một số đang ghen tị với người sáng lập Alibaba là tỷ phú Jack Ma, hiện là giáo sư tại Đại học Tokyo. Dù sao đi nữa, sức hấp dẫn của Hồng Kông đang suy giảm là điều không ai có thể phủ nhận. Thành phố có vẻ sẽ hứng chịu thêm tác động nữa khi các nhà lập pháp thông qua luật an ninh mới liên quan đến tội danh như phản quốc và gián điệp. Phòng thương mại đại diện cho các công ty nước ngoài đã bày tỏ lo ngại về một số điều khoản mơ hồ về bí mật nhà nước. Bên cạnh đó, dự luật cũng tạo ra những tội danh mới liên quan đến yếu tố nước ngoài. Sau luật an ninh quốc gia áp đặt lên Hồng Kông vào tháng 6 năm 2020, hơn 10.000 người đã bị bắt vì các tội biểu tình hoặc chính trị. Phe đối lập bị thanh trừng hoàn toàn khỏi cơ quan lập pháp. Người sử dụng lao động đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng do làn sóng di cư của công dân trẻ đến những nơi tự do và cởi mở hơn. Các doanh nhân Trung Quốc cũng lưu ý đến luật mới của Hồng Kông đã làm xói mòn sự tách biệt của hệ thống luật pháp Hồng Kông với Trung Quốc đại lục. Theo luật pháp mới, thì một số phán quyết do tòa án đại lục ban hành có thể được thi hành ở Hồng Kông, nghĩa là tài sản ở Hồng Kông có thể bị tịch thu với quyết định từ tòa án đại lục. Không có gì ngạc nhiên khi tâm lý đầu tư ở Hồng Kông đã đi xuống. Những doanh nhân lạc quan về Trung Quốc trước đây như cựu chủ tịch Morgan Stanley, khu vực châu Á Stephen Ross cũng phải thốt lên rằng kỷ nguyên của Hồng Kông đã kết thúc. Nhà đầu tư từ đại lục lẫn Hồng Kông đều chuyển vốn ra nước ngoài, dẫn đến số lượng văn phòng kinh doanh gia đình ở Singapore tăng gấp 20 lần kể từ năm 2018. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dường như nhận ra đất nước của ông cũng có cơ hội. Tháng 9 năm 2023 tại New York, ông Kishida công bố chính sách nhằm thúc đẩy cạnh tranh trong ngành quản lý tài sản trị giá 5.000 tỷ đô la Mỹ cho đất nước mặt trời mọc thông qua giảm bớt rào cản, hỗ trợ người mới và thiết lập các khu vực kinh doanh đặc biệt nơi tiếng Anh được sử dụng. Theo nhiều chuyên gia, những bước đi này đánh dấu sự khởi đầu tốt, nhưng Nhật Bản cần tiến hành nhanh hơn nữa để tận dụng thế mạnh.
đó là nền pháp quyền hoàn thiện, dân chủ vững mạnh, kinh tế quy mô lớn, văn hóa đặc sắc và chất lượng cuộc sống cao. Tuy nhiên, Nhật Bản đang thiếu sự đa dạng và chưa linh động, ví dụ như nhiều lĩnh vực thuế vẫn cao, chưa đổi mới quyết liệt. Mặc dù Nhật Bản dẫn đầu thế giới về đổi mới công nghệ, nhưng vào giữa năm 2023, hàng nghìn cơ quan chính phủ vẫn phải dùng máy fax và đĩa mềm thế hệ cũ. Nhật Bản nên nhận ra rằng họ có thể cung cấp cho người Trung Quốc khá giả nhiều thứ hơn những bữa ăn ngon và cuộc sống chất lượng nếu người giàu cảm thấy tiền của họ được quản lý tốt, chuyên nghiệp với mức độ minh bạch và bảo mật như ở New York, London hay là Singapore. Nhiều khả năng họ sẽ chọn Tokyo. Ngày 20 tháng 3, đồng yên của Nhật Bản đã giảm xuống gần mức thấp nhất trong 4 tháng so với đồng đô la Mỹ và mức đáy trong 16 năm so với đồng euro. Một ngày sau quyết định được nhiều người mong đợi của Ngân hàng Trung ương nước này về việc chấm dứt chính sách lãi suất âm. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau 17 năm, nói rằng giá trị đồng yên giảm có thể do chênh lệch lãi suất giữa nước này với Mỹ. Ngày 20 tháng 3, đồng yên giảm xuống mức 1 đô la Mỹ đổi 151,34 yên, gần tiếp cận với mức thấp nhất hàng thập kỷ là 1 đô la Mỹ đổi 151,94 yên. Như vậy, sau quyết định của Ngân hàng Trung ương Nhật thì đồng yên đã giảm 1% giá trị. So với đồng euro, đồng yên suy yếu xuống mức 1 euro đổi 164,35 yên, mức thấp nhất kể từ năm 2008. So với đồng bảng Anh, đồng yên cũng suy yếu xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015 với 1 bảng Anh đổi 192,37 yên. Ông Christopher Gomes, chiến lược gia tiền tệ tại OCBC cho biết: "Tôi nghĩ đồng yên có thể giảm nữa, xuống mức 1 đô la Mỹ đổi 152 yên. Giá trị đồng yên phụ thuộc nhiều vào các quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed." Bà Daniela Hawthorne, nhà phân tích tại Capital.com nói rằng: "Những bình luận mang tính ôn hòa của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Uda sau cuộc họp vừa qua là đủ để chấm dứt mọi hy vọng rằng sẽ có quyết định được đưa ra để đồng yên tăng giá trở lại. Điều này có nghĩa là đồng yên sẽ tiếp tục suy yếu đi, đặc biệt nếu các ngân hàng trung ương khác tiếp tục trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Báo cáo lạm phát mạnh hơn dự kiến vào tuần trước của Mỹ khiến nhiều nhà đầu tư cho rằng viễn cảnh Fed giảm lãi suất có thể không xảy ra vào nửa đầu năm 2024. Không chỉ đồng yên, viễn cảnh trên cũng làm giảm giá trị của những đồng tiền khác. Ngày 20 tháng 3, đô la Úc sụt 0,08% xuống còn 1 đô la Úc đổi 0,652 đô la Mỹ. Đô la New Zealand giảm 0,17% xuống còn 1 đô la New Zealand đổi 0,604 đô la Mỹ. Ngân hàng Trung ương Úc trong cuộc họp vào ngày 19 tháng 3 đã quyết định giữ nguyên lãi suất, đồng thời bỏ ngỏ khả năng cắt giảm trong nửa cuối năm 2024. Một cư dân Canada sống ở Trung Quốc vừa bị bắt tại Mỹ vì cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại của nhà máy sản xuất ô tô điện Tesla và âm mưu bán chúng cho bên thứ ba. Theo Nikkei Asia, thương nhân Carlos Prosper, người điều hành một doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc trong lĩnh vực xe điện, đã bị bắt hôm 20 tháng 3 tại New York. Các công tố viên liên bang ở Brooklyn cho biết khi bị bắt, doanh nhân này đã gặp một số đặc vụ chìm nước ngoài. Theo công tố viên, Black Bells và một số đối tác kinh doanh gốc Trung Quốc tên Zilong Sales thường xuyên đánh cắp bí mật thương mại và công nghệ của một công ty xe điện toàn cầu có trụ sở đặt tại Mỹ. Tuy vậy, doanh nhân Sales vẫn chưa bị bắt. Năm 2019, Tesla mua lại một nhà máy sản xuất dây chuyền lắp ráp pin có trụ sở đặt tại Canada là Hyba. Lúc đó, hai doanh nhân này đang làm việc cho Hyba. Black Bell dự kiến sẽ sớm xuất hiện tại tòa án liên bang ở Brooklyn. Luật sư của ông không trả lời yêu cầu bình luận từ báo chí. Được biết, trong những năm gần đây, Mỹ thường xuyên bắt giữ những người ăn cắp bí mật thương mại và bí mật công nghệ, sau đó tuồn về Trung Quốc. Theo một số tiếng nói giấu tên, phần lớn công nghệ xe điện hiện nay của Trung Quốc là có nguồn gốc từ Mỹ. Theo thông tin mới đây từ Anadolu, thì cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Najaf al-Samari đã bị bắt giữ khi vừa đặt chân xuống sân bay của Thụy Điển vì cáo buộc là nhận trợ cấp bất hợp pháp ở quốc gia này. Đài truyền hình Thụy Điển TV4 cho biết, ông Najaf al-Samari, người có hai quốc tịch Iraq và Thụy Điển, đang sống chủ yếu ở Iraq và hưởng lương từ nhà nước Iraq, nhưng đã khai khống để nhận hỗ trợ từ chính phủ Thụy Điển trong nhiều năm qua. Ông James Dewson, công tố viên phụ trách cuộc điều tra cho biết, ông ấy yêu cầu hỗ trợ cả về sinh kế và trợ cấp nhà ở. Chính quyền thành phố và cơ quan bảo hiểm xã hội đã gửi báo cáo về vấn đề này. Ông al-Samari đã đăng ký làm người di cư khi đối mặt với những cáo buộc hình sự. Một lệnh bắt giữ quốc tế đã được ban hành sau khi ông rời khỏi Thụy Điển. Ông Nielsen nói thêm, ông ấy đã bị truy nã trong gần một năm rưỡi nay. Theo công tố viên, ông al-Samari đã được cơ quan thẩm quyền thông báo về các cáo buộc hình sự hôm thứ Hai, nhưng được tại ngoại, với điều kiện ông tự nguyện ra trình diện để lấy lời khai vào thứ Ba.
ông Al-Samari nộp đơn xin giấy phép cư trú vào năm 2009 và được cấp quốc tịch Thụy Điển vào năm 2015. Năm 2019, ông đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Iraq và thôi giữ chức vụ này vào năm 2020. Mới đây, thêm một số hình ảnh nữa của Hoàng gia Anh bị nghi là có chỉnh sửa. Cụ thể, đó là bức ảnh chụp cố nữ hoàng Elizabeth cùng với cháu và chắt được công bố vào năm ngoái. Bức ảnh do Vương Phi Kết, 42 tuổi, chụp tại lâu đài Balmoral vào tháng 8 năm 2022 và được Cung điện Buckingham phát hành vào ngày 21 tháng 4 năm 2023, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 97 của nữ hoàng Anh quá cố. Trong ảnh, nữ hoàng Elizabeth ngồi trên một chiếc sofa cùng với 10 cháu và chắt, trong đó có các con của vợ chồng thái tử William là hoàng tử Charles, công chúa Charlotte và hoàng tử Louis. Tuy bức ảnh được công khai đã gần một năm, nhưng vừa qua Getty Images tuyên bố nó đã được chỉnh sửa trên máy tính với nhiều điểm bất thường. Trong đó rõ nhất là chiếc váy tartan của nữ hoàng khi đường kẻ sọc của trang phục này dường như bị cắt ghép hoặc bóp méo. Đây là bức ảnh thứ hai bị truyền thông phát hiện khi đã qua chỉnh sửa của công nương Kate trong tháng này, sau bức ảnh chụp Vương Phi cùng các con nhân ngày của mẹ ở Vương quốc Anh. Điều này một lần nữa khiến dư luận dậy sóng khi nghi ngờ tính minh bạch của Hoàng gia Anh. Hiện Cung điện Kensington chưa đưa ra bình luận về bức ảnh mới nhất bị nghi chỉnh sửa của Vương Phi Kate. Thưa quý vị, Haiti tiếp tục chìm sâu trong bạo lực băng đảng. Mới đây thì theo Reuters, thủ lĩnh một nhóm tội phạm được cho là vừa trốn thoát khỏi nhà tù chính ở thủ đô Port-au-Prince đã kêu gọi sự ủng hộ để giành lại quyền kiểm soát địa bàn bị mất vào tay của một băng nhóm đối địch sau khi bị bắt. Ezekiel Alexander Gray, được biết đến với biệt danh GE, đã trốn thoát khỏi nhà tù quốc gia hồi đầu tháng này. Trước đó, đối tượng bị bắt vào tháng 6 năm 2022 tại chính địa bàn hoạt động của mình là quận Carrefour-Falaise thuộc thủ đô Port-au-Prince với cáo buộc liên quan đến các vụ giết người, tàng trữ vũ khí trái phép, hãm hiếp và cướp có vũ trang. Trong lần trở lại này, Alexandre đã dẫn đầu một đám đông ủng hộ tiến đến ngôi nhà bị băng đảng đối địch là Tilapli tước đoạt. Các trường học và tất cả các tổ chức khác ở Carrefour-Falaise đều bị tàn phá. Tuy nhiên, mọi việc không thể giải quyết được bằng vũ lực mà phải thông qua đối thoại. Tôi muốn nói chuyện với những người đã tàn phá nơi này. Thủ lĩnh băng nhóm đối địch có thể nhìn thấy cảnh khốn cùng của người dân ở đây thông qua Internet. Họ phải rời khỏi khu vực để người dân có thể quay trở lại. Làn sóng bạo lực băng đảng leo thang ở Haiti từ đầu tháng này buộc Thủ tướng Ariel Henry phải từ chức, mở đường cho hội đồng gồm 7 thành viên có quyền biểu quyết và 2 quan sát viên từ các liên minh chính trị và xã hội khác nhau được thành lập. Trong khi đó, thủ đô Port-au-Prince của Haiti bị tê liệt gần như hoàn toàn khi các cuộc tấn công bạo lực nổ ra liên tiếp, bao gồm vụ hỏa hoạn tại nhà tù chính và nơi ở của cảnh sát trưởng quốc gia. Thưa quý vị, nghiên cứu mới đây chỉ ra, chưa đến 10% quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới đáp ứng được khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về ô nhiễm bụi mịn vào năm 2023. Theo dữ liệu đo lường chất lượng không khí IQR của một công ty Thụy Sĩ tổng hợp thì chỉ có 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trong số 134 quốc gia đạt tiêu chuẩn của WHO. Ô nhiễm bụi mịn hay còn gọi là PM2.5 gồm các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 2,5 micromet, đủ nhỏ để đi vào máu. PM2.5 là dạng ô nhiễm không khí nguy hiểm nhất dẫn đến hàng triệu ca tử vong mỗi năm. Giám đốc điều hành bộ phận Bắc Mỹ của ứng dụng IQR, bà Gori Dolphin-Hames khẳng định ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu đều có cùng một thủ phạm, đó là nhiên liệu hóa thạch. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khuyến nghị rằng trung bình mỗi người không nên hít vào quá 5 microgram hạt mịn trên 1 mét khối không khí trong suốt một năm. Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ gần đây đã đề xuất siết chặt tiêu chuẩn của mình từ 12 xuống 9 microgram mỗi mét khối không khí để tiến gần hơn đến quy chuẩn của WHO. Các khu vực ít ô nhiễm không khí và đáp ứng được các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới chủ yếu là các đảo như Úc hay các quốc gia Bắc Âu như Phần Lan, Estonia. Trong khi đó, những nơi không đạt được tiêu chuẩn, đó là nơi có đông dân sống, nói cách khác là các quốc gia có chất lượng không khí tồi tệ nhất chủ yếu nằm ở châu Á và châu Phi. Theo báo cáo, 4 quốc gia ô nhiễm không khí nhất trong bảng xếp hạng của IQR năm 2023 là Bangladesh, Pakistan, Ấn Độ và Tajikistan đều ở Nam và Trung Á. Các cảm biến chất lượng không khí ở gần 1/3 số thành phố trong khu vực này đã ghi nhận nồng độ bụi mịn cao hơn gấp 10 lần so với tiêu chuẩn của WHO, vượt xa bất kỳ khu vực nào trên trái đất. Các nhà nghiên cứu chỉ ra, phương tiện giao thông, than đá và khí thải công nghiệp, đặc biệt là từ các lò gạch, là những nguyên nhân chính gây ô nhiễm trong khu vực. Nông dân đốt rác thải và theo mùa màng, cũng như là các hộ gia đình đốt củi và phân để sưởi ấm,
nấu ăn cũng góp phần gây ra vấn đề này nghiêm trọng hơn. Trong khi đó, tại Trung Quốc, Bắc Kinh đã chứng kiến mức ô nhiễm bụi mịn tăng 14% vào năm 2023. Chuyên gia cho rằng nguyên nhân đến từ hoạt động sản xuất ở quốc gia đông dân khởi sắc sau đại dịch COVID-19. Và những thách thức vẫn còn đó, 11 thành phố ở Trung Quốc báo cáo mức độ ô nhiễm không khí vào năm ngoái đã vượt quá ngưỡng của WHO từ 10 lần trở lên, tệ nhất là Hồ Tan, Tân Cương. Ở phía bên kia bán cầu, tại Bắc Mỹ, trước đây được đánh giá là một trong những khu vực không khí sạch nhất trên thế giới. Nhưng vào năm 2023, cháy rừng đã thiêu rụi 4% diện tích rừng ở Canada, có diện tích bằng một nửa đất nước Đức. Kể từ đó, chất lượng không khí tại khu vực này bị suy giảm đáng kể do khói cháy rừng và vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn. Mỹ là quốc gia có nhiều thành phố ô nhiễm nhất Bắc Mỹ, nhưng năm ngoái, 13 vị trí dẫn đầu đều thuộc về các thành phố của Canada, cao nhất ở Alberta, bang lớn thứ tư của Canada. Nước Mỹ bên dưới cũng bị hứng chịu lượng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 đáng kể do khói cháy rừng bay qua biên giới. Ông Gus Kerr, nhà khoa học nghiên cứu tại Đại học George Washington, cho biết tỷ lệ tử vong do bụi mịn cao nhất ở vùng bờ vịnh và thung lũng sông Ohio là những khu vực bị ảnh hưởng bởi ngành công nghiệp hóa dầu và sản xuất. Tiến sĩ Kerr cũng lưu ý rằng, các nhà nghiên cứu nhận thấy tỷ lệ tử vong liên quan đến bụi mịn PM2.5 tăng nhẹ bắt đầu từ khoảng năm 2016, đặc biệt là ở các bang phương Tây. Một trong số nguyên nhân là do cháy rừng ngày càng gia tăng. Giáo sư tại Đại học Monash ở Melbourne, Australia, ông Zhu Menggu cảnh báo, chúng ta đang đánh giá thấp gánh nặng tử vong do ô nhiễm không khí. Đối với những người dễ bị tổn thương như người già, trẻ nhỏ hoặc những người mắc bệnh nền, việc hít phải một lượng lớn không khí bụi mịn chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày đôi khi có thể gây tử vong. Theo một nghiên cứu toàn cầu gần đây được công bố trên The Lancet Planetary Health, khoảng 1 triệu ca tử vong sớm mỗi năm là do phơi nhiễm bụi mịn PM2.5 trong thời gian ngắn. Vấn đề này tồi tệ nhất là ở Đông và Nam Á, cũng như ở Tây Phi. Một tàu chở hóa chất treo cờ Hàn Quốc đã bị lật ngoài khơi bờ biển tỉnh Yamaguchi, phía tây của Nhật Bản. Thông tin được truyền thông địa phương dẫn thông báo của cảnh sát biển đưa tin. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết, tàu chở dầu Kejongsun đã phát tín hiệu yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp vào khoảng 7 giờ sáng theo giờ địa phương. Theo báo cáo, con tàu bị nghiêng và có 11 thủy thủ đoàn trên phương tiện, bao gồm 2 công dân Hàn Quốc, còn lại là người nước ngoài. Cho đến nay, 4 người đã được giải cứu gần hiện trường. Công tác cứu nạn cứu hộ những thuyền viên gặp nạn đang tiếp tục được khẩn trương tiến hành. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết, con tàu bị lật khi đang neo đậu do thời tiết xấu. Thưa quý vị, một tập đoàn vận hành tàu điện ngầm ở thủ đô Washington DC mới đây đã công bố thiết kế của đoàn tàu mới mà hãng Hitachi Nhật Bản sẽ sản xuất tại Mỹ. Con tàu được cho là có trọng lượng nhẹ hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Đơn vị điều hành tuyến đường sắt nối Washington DC với các bang lân cận, trong đó có bang Maryland và Virginia, đã ký hợp đồng nhận 256 toa tàu do tập đoàn Hitachi sản xuất. Hitachi cho biết dự kiến giao chuyến tàu đầu tiên vào năm 2025. Ngày 19 tháng 3 vừa qua, một mô hình toa tàu thực tế đã được trưng bày trong một sự kiện ra mắt ở Washington DC. Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ, ông Yamada Shigeo, đã nói với các vị khách rằng hạ tầng là một lĩnh vực có tiềm năng rất lớn mà Nhật Bản có thể đóng góp nhiều tại Mỹ với tư cách là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của quốc gia liên bang. Ông Yamada Shigeo bày tỏ hy vọng rằng cơ sở hạ tầng chất lượng cao của Nhật Bản, chẳng hạn như các toa tàu này, sẽ được người dân Mỹ ưa chuộng trong nhiều năm tới, giống như hoa anh đào trồng ở đây được yêu thích. Hitachi cho biết toàn bộ hoạt động tại nhà máy mới này sẽ tạo cơ hội việc làm cho 1.300 lao động địa phương. Đại diện tập đoàn cũng nói thêm có khả năng hợp đồng sẽ được gia hạn để cung cấp tới 800 ô tô, nâng quy mô của thỏa thuận lên tổng cộng là 2,2 tỷ đô la Mỹ. Metro ở Washington DC là một trong những hệ thống tàu điện ngầm lớn nhất và phức tạp nhất của nước Mỹ. Nó được điều hành bởi cơ quan vận tải công cộng Washington Metropolitan, phục vụ trong phạm vi thủ đô quốc gia và các vùng lân cận trong hai bang Maryland và Virginia. Metro DC có 6 tuyến chính với hơn 90 ga và điểm dừng, phục vụ hàng triệu hành khách mỗi năm. Hệ thống này cung cấp dịch vụ đa dạng từ trung tâm thương mại, du lịch của Washington DC, kết nối khu dân cư và trường đại học ở các bang láng giềng. Việc giới thiệu đoàn tàu mới được cung cấp bởi Hitachi là một phần trong nỗ lực cải thiện và mở rộng hệ thống Metro DC, cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách hiệu quả và tiện lợi cho địa phương. Tiếp tục bản tin sẽ là một câu chuyện thú vị liên quan đến một sở thích vô cùng độc đáo, đó là sưu tập xe mô hình của một người đàn ông người Canada. Khi ông Doug Woods còn 4 tuổi, thì ông nhặt được trên sân một chiếc xe mô hình hiệu Hot Wheels nhỏ bé, chỉ là một món đồ chơi trị giá 10 xu.
Ông chưa bao giờ tưởng tượng rằng 43 năm sau, mình sẽ sở hữu 25.000 chiếc ô tô và phụ kiện Hot Wheels và trở thành một trong những chuyên gia Hot Wheels hàng đầu tại Canada. Người đàn ông 47 tuổi đã nói với Reuters rằng bộ sưu tập của ông tăng lên đều đặn sau chiếc xe đầu tiên đó. Lần đầu tiên tôi biết đến Hot Wheels thực ra là tại một buổi bán hàng ngoài sân ở địa phương với bố tôi. Khi đó tôi tìm thấy một chiếc Beach Bomb là chiếc xe đầu tiên của tôi lúc 4 tuổi và tôi vẫn còn giữ chiếc xe đó đến tận bây giờ. Đến nay, những chiếc xe mô hình là một phần cuộc sống của người đàn ông 47 tuổi này. Khi kết hôn, Gus đã sử dụng chính những bảo vật Hot Wheels của mình làm quà cưới. Và giờ đây, cô con gái 6 tuổi chính là đồng minh trung thành cùng bố sưu tầm xe. 25 năm trước, ông Doug Goose thành lập câu lạc bộ Hot Wheels Northern Lights, tổ chức gặp gỡ hàng tháng. Ông thậm chí còn trưng bày những chiếc xe hiếm nhất của mình tại triển lãm ô tô quốc tế Canada hồi tháng 2 vừa qua. Gia đình thực sự ủng hộ sở thích của tôi, dù đó là một sở thích có vẻ trẻ con. Từ sở thích này, tôi cũng đã kết nối được rất nhiều mối quan hệ trên thế giới trong nhiều năm qua. Mike Zanuck, người Mỹ, là người đang giữ kỷ lục về bộ sưu tập Hot Wheels lớn nhất thế giới kể từ năm 2003. Ông có khoảng 30.000 chiếc ô tô. Nhưng đối với Doug Goose, vấn đề không phải là phá kỷ lục. Mục tiêu của ông lúc này là tìm một nơi để trưng bày bộ sưu tập của mình. Thậm chí, ông còn cân nhắc việc mở một bảo tàng cho khách tham quan, du lịch. Hiện tại, tôi không thể trưng bày tất cả. Đây là một bộ sưu tập quá lớn. Tôi mới chỉ cố gắng treo những món yêu thích của mình lên tường, khoảng 25.000 món, bao gồm xe, bộ đường đua và phụ kiện liên quan. Tôi không nghĩ mình đang tìm kiếm kỷ lục Guinness. Tôi chỉ thích thú với đam mê sưu tầm xe trong hơn 40 năm qua. Tôi cũng rất thích từng câu chuyện của các món trong bộ sưu tập của mình và quý trọng những người bạn mà tôi đã làm quen trong suốt chặng đường qua. Hot Wheels là dòng sản phẩm xe mô hình nhỏ của công ty Mattel ra mắt lần đầu vào năm 1968. Các xe Hot Wheels được thiết kế với chi tiết tỉ mỉ và màu sắc sặc sỡ, thu hút người chơi mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm này có đa dạng mô hình, gồm các loại xe hơi, xe đua, xe cảnh sát, xe cứu thương, xe tải và nhiều loại xe khác. Hot Wheels cũng sản xuất nhiều loại phụ kiện đi kèm như đường đua, nhà ga, trạm xăng và các bộ phận tùy chọn để tạo ra các kịch bản chơi phong phú. Với sự phát triển không ngừng và sự đa dạng về kiểu dáng và chủ đề, Hot Wheels đã trở thành một phần quan trọng trong văn hóa giải trí, là niềm đam mê của nhiều người chơi xe mô hình trên toàn thế giới. Báo cáo thường niên gần đây nhất của Mattel cho thấy, vào năm 2022, doanh thu thị trường của Hot Wheels là 617,9 triệu đô la Mỹ ở Bắc Mỹ, tăng so với năm 2021, thu được 529,5 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, mới đây, tại công viên động vật học Attica ở Athens, Hy Lạp, thì loài hà mã lùn quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng đã sinh ra một con đực. Lần đầu tiên sau 10 năm, khiến cho các nhà bảo tồn vui mừng. Việc thiếu hà mã lùn đực trong điều kiện nuôi nhốt gây khó khăn trong việc là nhân giống. Vì vậy mà nhân viên vườn thú đã vô cùng vui mừng trước sự ra đời của hà mã sơ sinh. Bác sĩ thú y Noi Parosdaki của vườn thú cho biết, hà mã lùn là loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Do đó, mỗi lần sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt của loài này đều cực kỳ quan trọng. Đây là lần sinh nở đầu tiên trong vườn thú từ đầu năm 2024. Chúng tôi vô cùng vui mừng, không chỉ vì đây là loài có nguy cơ tuyệt chủng, mà còn vì nó là một bé trai. Chúng tôi hy vọng khi đứa bé này lớn lên thành hà mã trưởng thành và một ngày nào đó sẽ sinh sản ra nhiều hà mã lùn hơn. Chú hà mã đực nặng khoảng 7kg chào đời vào ngày 19 tháng 2, cùng với cặp bố mẹ Lizzie và Jamo là những cá thể hà mã lùn duy nhất ở sở thú Athens. Hà mã vốn sống đơn độc và sống về đêm, những con sơ sinh sẽ ở với mẹ vài tháng cho đến khi nó có thể làm quen với khu bảo tồn bên ngoài. Hà mã lùn có nguồn gốc từ vùng đầm lầy và rừng nhiệt đới ở Tây Phi. Đây là loài hà mã nhỏ nhất trên thế giới. Chúng có một số đặc điểm độc đáo như đôi tai nhỏ, mắt lớn và chân ngắn. Do mất môi trường sống tự nhiên và nạn săn bắn không kiểm soát, hà mã lùn đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng cao. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế liệt kê là loài có nguy cơ tuyệt chủng và ước tính chỉ còn khoảng 2.000 đến 2.500 cá thể sống trong tự nhiên. Vì vậy, các nỗ lực bảo tồn phát triển số lượng cá thể hà mã lùn trong môi trường nuôi nhốt như các sở thú và công viên động vật có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn loài này. Theo Reuters, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ mới đây thông báo đã thu giữ hơn 200 cá thể động vật hoang dã đã chết cùng với nhiều chiến lợi phẩm khác trong một chiến dịch được triển khai ở thành phố Istanbul. Đáng chú ý thì trong số đó có một vài thuộc về loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Theo lực lượng chức năng, các tang vật bị tịch thu là bộ phận cơ thể của những loài động vật như bò rừng, báo đốm, hổ, cá sấu, sư tử, nai sừng tấm,
gấu nâu, gấu đen và gấu Bắc Cực cùng nhiều loài khác với tổng giá trị khoảng 75 triệu lira, tương đương với hơn 2,3 triệu đô la Mỹ. Thông báo cho biết thêm, cảnh sát cũng đã bắt giữ một đối tượng liên quan đến đường dây xử lý và tiêu thụ trái phép động vật hoang dã. Các tang vật như ngà voi, răng lợn, da linh dương đã được trưng bày tại trụ sở cảnh sát Istanbul. Đến với chuyển động thể thao quốc tế, thưa quý vị, Real Madrid, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga, vừa thông báo thủ thành Thibaut Courtois sẽ nghỉ thi đấu tới hết mùa giải vì bị rách sụn trên đầu gối phải trong buổi tập gần đây. Cầu thủ 31 tuổi người Bỉ tiếp tục dính chấn thương chỉ ít lâu sau khi trở lại sân cỏ từ chấn thương dây chằng chéo trước vào tháng 8 năm ngoái, ngay trước thềm mùa giải này. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti dự kiến sẽ sử dụng Thibaut Courtois sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia khi Real Madrid đối đầu với Bilbao ở vòng 30 La Liga vào ngày 1 tháng 4 tới. Với việc bị rách trên đầu gối phải, Courtois phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu 2 tháng. Điều đó đồng nghĩa rằng mùa giải này chính thức khép lại với người gác đền số 1 của Real Madrid. Không những vậy, anh có nguy cơ lỡ hẹn với Euro 2024 ở Đức vào tháng 6. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo. Earth is issuing a distress call. The latest state of the global climate report shows a planet on the brink. Fossil fuel pollution is sending climate chaos off the charts. Sirens are blaring across all major indicators. Last year saw record heat, record sea levels, and record ocean surface temperatures. Glaciers likely lost more ice than ever before. Some records are just chart-topping, they are chart-busting, and changes are speeding up. Sea level rises are accelerating, threatening coastal communities. And last September, Antarctic sea ice was 1 million square kilometers smaller than the previous record low for the time of year. That's an area almost 25 times the size of Switzerland. The impact of all these is stark, brutal, and accelerating with a deadly force. The report from the World Meteorological Organization details extreme weather around the world in 2023 and the trail of destruction left in its wake. Thousands killed, millions displaced, crops failing, and vast economic losses. The impact on sustainable development is devastating. Every fraction of a degree of global heating impacts the future of life on Earth. This report shows that in 2023, we came perilously close to the global temperature temporarily rising 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels. The good news is that we can still keep our planet's long-term temperature rise below that limit and avoid the worst of climate chaos. And we know how to do it. By matching the speed of climate change with radical climate action that aligns with sustainable development. By accelerating the inevitable end of the fossil fuel age with the G20 leading a just global energy transition. By countries producing national climate plans by 2025 that cover the whole economy and align with 1.5 degree limit. By delivering finance for climate action in developing countries, including to adapt to extreme weather. By protecting every person on Earth with an early warning system by 2027. And by putting meaningful resources in the new loss and damage fund. There's still time to throw out a lifeline to people and planet. But leaders must step up and act now. Ribadiremo anche che il legittimo diritto all'autodifesa di Israele deve esercitarsi con proporzionalità e nel rispetto del diritto internazionale umanitario. Non possiamo restare insensibili di fronte all'enorme tributo di vittime civili innocenti a Gaza, vittime due volte, prima del cinismo di Hamas che le utilizza come scudi umani e poi delle operazioni militari israeliane. Ribadiremo la nostra contrarietà a un'azione militare di terra da parte di Israele a Rafah che potrebbe avere conseguenze ancora più catastrofiche sui civili ammassati in quell'area. Riaffermeremo la necessità di assicurare la consegna in sicurezza degli aiuti umanitari e il sostegno all'iniziativa Amaltea per un canale marittimo da Cipro a Gaza
finalizzato alla consegna degli aiuti stessi, fermo restando naturalmente la necessità di aprire nuove vie terrestri che rimangono prioritarie. יש לנו ויכוח עם האמריקנים לגבי הצורך להיכנס לרפיח. לא לגבי הצורך לחסל את החמאס, הצורך להיכנס לרפיח. אנחנו לא רואים דרך לחסל את החמאס מבחינה צבאית בלי להשמיד את הגדודים הנותרים הללו. אנחנו נחושים לעשות את זה. אנחנו שותפים כמובן לרצון הזה לאפשר יציאה מסודרת של האוכלוסייה ומתן סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית. אנחנו עושים את זה מתחילת המלחמה. אבל הבהרתי לנשיא בשיחתנו בצורה הברורה ביותר שאנחנו נחושים להשלים את החיסול של הגדודים האלה ברפיח ואין דרך לעשות את זה זולת כניסה קרקעית. If you look at some of the assessments that we're seeing now, they only underscore the urgency of making sure that this assistance is a priority and that it's sustained. Again, according to the most respected measure of these things, 100% of the population in Gaza is at severe levels of acute food insecurity. That's the first time an entire population has been so classified. We also see, again, according to, in this case, the United Nations, 100%, the totality of the population, is in need of humanitarian assistance. Compare that to Sudan, about 80% of the population there is in need of humanitarian assistance. Afghanistan, about 70%. So again, this only underscores both the urgency, the imperative of making this the priority. We've seen. So when we invest in Ukraine's security, we invest in our own security. And we strengthen this contact group's shared vision of an open world of rules and rights and responsibilities. Today, Ukraine's survival is in danger, and America's security is at risk. And they don't have a day to waste, and we don't have a day to spare either. As President Biden has said, we will not walk away. Now, Putin hoped to isolate Ukraine. Instead, he left himself alone with Iran and North Korea. And that's a far cry from the some 50 nations of goodwill from all around the world who gathered again today. Our allies and partners are here because they understand the stakes. And Ukraine's friends continue to come up with innovative solutions to make key new commitments to provide Ukraine with urgently needed capabilities, especially air defense and armor and artillery ammunition. And we're proud to stand with them. That's why we recently announced more U.S. security assistance for Ukraine valued at up to $300 million. And our allies and partners continue to step up. And the United States must also. Лише один приклад зараз. Сумщина, наш регіон, який межує з російською територією. І це постійні російські спроби заведення ДРГ. Постійні терористичні обстріли та удари. Наші прикордонні села. Російська армія намагається просто спалити до руїн. Лише від початку цього березня і по сьогодні російська авіація скинула лише на громади Сумщини вже майже 200 керованих бомб. Просто по селах, по містах, по цивільній інфраструктурі. Очевидна необхідність для України посилити нашу ППО. Таким чином, щоб унеможливити цей терор. Будуть нові оборонні пакети, зокрема дефіцитна артилерія. Нові держави приєднуються до чеської ініціативи і закупівлі боєприпасів. Дякую усім. Звичайно, залишається незмінним пріоритет щодо ППО, РЕБ та дронів. Дякую усім країнам, які реально працює, щоб цей наш пріоритет був наповнений відповідним змістом. Українські дрони вже дають сильні результати. І маємо значно зміцнити міжнародний компонент співпраці. Фронт повинен відчути наше посилення щодо дронів. Я вдячний усім учасникам Рамштайну і Сполученим Штатам
міністру Остіну за лідерство. Також хочу сьогодні відзначити Німеччину за анонсований оборонний пакет півмільярда євро. Артилерія та бронетехніка. Ми дуже цінуємо німецький внесок в захист українських життів і нашої незалежності. We have difficult situation on the front line because of lack of artillery ammunition. And we hope that this Czech initiative, which Luxembourg joined, will help us, and beginning since April, we will have enough ammunition, artillery ammunition, to deter our front line. So now the front line is stabilized. We are defining. We also count on the supplying of long-range and middle-range missiles to cut Russian logistics on the occupied territories. It's also crucially important, such as artillery shells for us. But from our side, we also are not staying on the same place. We are moving it ahead with production of Ukrainian drones, with Ukrainian artillery, and with Ukrainian military equipment in all the spheres. Уважаемые коллеги, в поле вашего постоянного контроля и внимания должны оставаться обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции. В координации с другими профильными структурами важно повышать уровень безопасности банковской и в целом финансовой системы. Оказывать поддержку нашим компаниям, которые сегодня активно развиваются, несмотря ни на какие препятствия им создаваемые, осваивают новые рынки. При этом, конечно, сталкиваются и с незаконными санкциями, и с нечестной конкуренцией, и с откровенно враждебными действиями, за которыми опять же стоят власти ряда государств и их специальных служб. Разведывательное обеспечение воинских частей и соединений. Прошу. В свое время Запад активно использовал в своих интересах разного рода трансграничные радикальные террористические группировки, в том числе поощрял их агрессию против России. Закономерно, что и неонацистский киевский режим, опять же, при поддержке Запада, часто и по прямому их указанию, перешел к террористическим методам, за проявлениями которого часто торчат уши те же самые. Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников, они тоже активно применяются, да и всякого рода отребия, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима, все эти попытки провалились. Прошу продолжить и системную антикоррупционную работу. Особое внимание. Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп. Причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Прежде всего, разумеется, это касается сегодня Черного моря. Because what I'm saying is that's a form of negotiation. Why should we guard these countries that have a lot of money and the United States was paying for most of NATO? The question was asked by the head of a major country in front of everyone else, 28 countries at the time, including us. They said, so if we don't pay our bills, are you going to protect us from Russia? I said, you mean you're delinquent? You're not paying the bills? Yes. Nope, I'm not going to pay you. We're not going to do it. We're not going to defend you. If you're not paying your bills, we're not going to defend you. It's very simple. But, you know, the United States should pay its fair share, not everybody else's fair share. No, fair enough. I believe the United States was paying 90% of NATO, the cost of NATO. It could be 100%. Yeah. It was the most unfair thing. If they play fair, if they start to play fair, America's there. Yes, 100%, 100%. Thank you. But mostly, and I think Foreign Secretary said it so well, our relationship between the Philippines and the United States is in hyperdrive. I think that was the word that you used. And that's so true. We see it across every domain. It's something that we attach great importance to. And now we have your upcoming visit to Washington to see President Biden, also to have a trilateral meeting with the President and Prime Minister Kishida. Mm-hmm. I think that new horizon of cooperation is also incredibly promising, but it's building on the very strong foundation between our countries where we have the same priorities, whether it's
economic development, whether it's dealing with climate change, with food security, of course, upholding international law.美国不是南海问题的当事方，也无权介入中菲两国之间的涉海问题。美菲的军事合作不得损害中方在南海的主权和海洋权益，更不能以此为菲律宾的非法主张站台背书。中方将继续采取必要的措施，坚定捍卫自身的领土主权和海洋权益，维护南海的和平稳定。 Dreadful situation of a conflict that really has turned into a multifaceted civil war, and we want to work with partners in ASEAN to try and help that. In the short term, our role, I think, is to provide aid. We provided something like £120 million of aid to help refugees since the conflict began. But I think there's a real need to step up with ASEAN and others and try to help bring this conflict to an end. The second bit will be a broad question about, you know, what's Britain's role in... Well, Britain and Thailand have had a long-standing partnership, but we're taking it to a new level. It's important for our security, important for our prosperity. So we're going to be signing a strategic partnership. And also, I'm standing here in front of a Gripen aircraft. It's a Swedish aircraft, but many of the parts are made in Britain. And so if we can win this deal, it's worth some £400 million to the British economy. Parts are made in places as far apart in Britain as Manchester and Bournemouth. So we're here for British trade, British prosperity, as well as to thicken the relationship between Britain and Thailand. You know,